Đấy. Đấy, thằng chú này uống thuốc. Hai chị gái xinh tươi, chưa hát à? Này xem xa nó thấy nhìn nhờ xinh này mà vâng. Quay luôn. Thấy luôn rồi. Còn anh cũng thấy xinh kìa. Vâng. Quay tí anh. Đứng gần đi anh. Hai chị đứng gần một tí với trung tâm, thấy thấy cái này này, thấy cái này đó. Không à, quay, chị không biết hát không quay đâu. Không sợ đâu. Chị không biết hát. Hát một tí làm kỷ niệm, đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi. Không xấu hổ chị đâu. Không biết hát này, hát mấy hát hay lắm, vừa hò hay vừa hát hay. Đi vào đi, đi vào đi. Ơi, hát một bài đi. Không biết hát. Ở đâu đi hội đấy chị? Bàn thí à? Ừ, chưa thấy nhờ. Quay được nhiều chưa em? Em mới quay thôi ạ. Mới quay được vài cái, 5-6 cái thôi. Em là gì? Tiên sinh ạ. Tiên sinh á? Vâng. Tiên sinh đây không thấy mặt đâu. Đeo. Em lắm rồi nhưng mà chưa có. Vâng, đeo khẩu trang rồi không thấy mặt đâu. Vâng. Về nhớ xem Tiên Sinh TV nhá. Tiên Sinh này hay lắm mà Tiên Sinh. Dạ, vâng. Xem Tiên Sinh nhiều lắm đấy. Vâng ạ, xem Tiên Sinh nhiều lắm hả chị? Bây giờ là biết mặt Tiên Sinh. Vâng. Đẹp trai đấy. Vâng, có thấy mặt đâu mà đẹp. Đeo khẩu trang mà. Đây hù lắm, mang đây hù à. Vào đi à. Đấy, chị xinh xinh này vào đi. Mở khẩu trang ra đi. Chẳng à. Bây giờ còn lâu lắm mới có hội đấy. Anh ơi, anh tiến sang gần một tí đi. Nam giới tiến sang gần đi anh. Để em xếp chỗ cho nhé. Đây, anh đi sang. Đi sang. Các chị xấu hổ à. Cần tí nữa, nắm tay vào. Không được cười. Đấy. Hai chị hát tí nào chưa? Hả chị? Chị hát à? Hai người này vào. Bác này vào đấy. Hả? Người nào hát đấy? Còn có tí. Đây là tuyệt vời nhất đây. Bạn thứ bạn học làm rồi. Sống một thôi. Sống một thôi. Nào mà đấy. Nào cười tươi cho kiểu ảnh nhá. Quê nhà tôi ơi, xứ đời xa vắng. Bài được nhiều cho anh? Không đủ. Mấy bài cả? Con một máy à? Máy. Mưa non chúng đắc kè, bỏ mưa non để đắc lứa à. Ủa, sao đấy? Sao đang hát ở đi đâu đấy? Hả? Run rồi. Run rồi hả? Chán đấy, đang hát lại đi đâu mất? Đang hát. Cháu quay các chú một tí nhá. Ờ vậy cay đi. Cay một tí thôi mà. Cay một tí thôi, không đau đâu. Ờ không đau đâu. Thôi cho cháu đứng đây cháu quay một tí nhá. Đang tâm sự à? Đấy quay một lúc thôi. Hát nửa tiếng thôi nhá. Hai chị này ở đâu ấy, trẻ thế nhỉ? Nói thế. Hai chị hai chú Bắc Giang nhỉ? Hai hai chị Bắc Giang. Ôi giời, hò lơ rồi. Này mới phải. Đâu hò bên này đây, bên này. Đây rồi. Sẵn sàng rồi. Ông bà thủ có bà thi. Sẵn sàng. Đi vào thi đi. Thế nào ơi em
hay quá, không biết bỏ nè. Cái gì này không? Phải thăm bạn gái trong nào, bên kia mưa nắng thế nào em ơi. Đi vào xin bây giờ đi chị. Mới trả lời này xong cái đợt bà xin. Trả lời khai. Trả lời mày đi. Trả lời khai. Trả lời khai. Chị Hinh ơi, trả lời đi. Chị này thôi mà. Đâu đâu đâu. Thế chị Xanh trả lời, chị Xanh trả lời đi. Trả lời đi nhanh nhanh. Đấy, đang thơ đang lên rồi, đến cổ rồi, đến cổ rồi. Họ là bây giờ chẳng mẹ. Mới nắng ra gạo cho đông họ tiền họ ơi họ ơi họ thấy vừa nhở ba này chỉ nhất thôi thấy chưa khác không người họ mê say rồi mê say rồi mê là tiền là thế bông lên nè hoạt lên này thịt 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 à, đẹp để hẳn tôi lái nữa mà là anh đấy mình à với anh chẳng à có người tình không công không như họ độc thân như vậy cứ tìm hiểu lực nhiên như xem gặp nhau ta nỡ những câu thơ lời thơ họ là anh đi khắp ba trộn bồn là ước mơ hôm nay gặp mà được người thương nay nơi này ôi giời ơi quá đỉnh. Quay đá rồi. Trong trường ra mới ra ôi giời ơi giời thế chưa họ họ là chiến tí lại đến được em nhé tiền không làm em ngầm anh chiến sĩ trong trường mới ra lành là người khốn nằm ra nổi giọt dành nghe dễ nghe ư hò họ là em đây nghe 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 để trả lời câu là em đây ta mưa biệt dành nhau tay chị này bắt bắt này hàm này mưa nói nhạc rồi em ơi chưa vội bước là nhàn cân nhau tâm mà giờ việc gì lo anh lo kín năm bác rồi không bao giờ nặng xế ăn nặng xế mơ cứ nhanh lên lo là em đây em chẳng lo là gì à tiếc rằng em chẳng so bì à anh ơi ai 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 rồi 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 họ họ là chim khôn đâu à ngọt cứ vào cứ vào cành là cao là hoi con chim mà nhỏ nơi nào đây đến đây mà đây nghe họ tí đã đây mà đây nghe họ tí đã lên đây lên đây đây nghe họ tí là bọn anh đang mới 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 lên ai trên lên họ
đến đây thì lấy con sớm mà lại đây bao giờ bên đến đây một đoạn xong rồi đến chỗ ủy ban về chỗ trung tâm văn hóa Tân Thành chỗ trung tâm văn hóa vào đây bọn anh mới bắt đầu đây. Chú lên mới kiếm được ra đang tổ chức hò đây lên đây một tí đấy lên đây lên đây bữa lên trên này một đoạn này có là em vì cắt là già ngay cạnh đường ấy trung tâm xã chanh à chặt che che à lạt để anh nhớ lực nhớ họ là rồi mãi xưa mà thật đôi là ta liêu tránh có nghĩa hơn ta cao ngói cao ư hò hỏi hỏi à có đồ ăn nó anh chán đi mà cứ hò về luôn tí cứ nhảy nhảy ra đi lão ông hò là cơm đàn thì gậy liền miền đừng cho đàn nghỉ làm phiền ta đôi ta hò tiên sinh TV ạ. Họ là chim kia có cạnh mà bay hoa chim có đậu cây này không hay không ngư hồ. Họ lo hay là ta về với ta cùng nhau chung sống một nhà ơi em ơi họ mà dù tôi say để đấy ông gắn lưu lại là chả là có cho chung tao cảm mày điều đấy rồi họ là đôi ta như cục với khuya như kim với chị mày đi rồi trò rồi chứ từng thấy không không tay được tại vì ở dưới này em được đây rồi thấy rồi ôi rồi là họ là trăng lên đỉnh núi trăng là mưa con thiên hành phục vẫn chờ nhau đợi nhau họ quá đẹp ôi trời ơi họ là nói lời thì lời đừng như ông vườn Bắc Giang à? Đâu rồi bay nó bay hò đại tử ơi họ trăm năm mai chờ bỏ là ai
chi thiếu nên đã gầm sắt mài kim nên kim mư hò. Hò là ước gì bên nở được, như là chỉ mà bay đi cùng. Vâng, đúng rồi đấy. Lục Bình. Ây da. Hò, hò là người thương người à, người à, thương à, đi đâu mà bỏ đồng hương mình một mình. Kiếm mái mình đôi này. Hò là một mình em hơi lớn. Mình là tạo ra trắng nhớ. Đây cây cho bạn nhé. Hò là chúc sinh chung đường. Đồ đi nhà em xin em đừng một mình sinh vân sinh sinh như hò. Ôi giời, đúng rồi. Ra đây sáu kia không gì đấy. Đúng rồi. Đồ là đi nhà ước sao chưa mang hộ về vui với anh hai ba hò hò là bao giữ cho à đền thang là mười để anh lấy à được một người thương anh thương như hò. Không không phải phụng gì với đấy không hò hò là mùa xuân anh à mời em kia đang run xấu hổ một tí nữa đây là bài khác đi chơi hỏi thăm cha mẹ cùng thời em thăm em ơi hò chồng à em đây hò hò là em về bé à đập mà bờ à con anh mua à cả tha nhờ không biết không như hò mới tao phải ở nước ba với cuối như trời ạ hò chắc xong tao bảo xong là tin rồi họ cái làn đêm này họ cái bà phước đêm của bà sống là chín rồi họ cái này họ này nè tiếp 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 cao tí máy nó mới họ là hát họ thì à hát em là ơi à họ thì họ thật theo người chị ta chị họ vì nó màu hú rồi đấy không chào lại mà hò đi chị ba nhưng người đây toàn người đẹp không bạn quá đẹp luôn đấy ta hậu còn không bằng thế mà kiếm mãi mới được đứng ở đây bay sóng bay bà chị từ biệt bà xí đẩy hết á bà chăm biệt bà bà sĩ kỳ văn học hàng rồi đấy à, kỳ văn học kỳ văn này thấy có cái kênh văn cho đêm mới khách của mạng mới khách của đi phạm đấy sắc sống nhưng mà hàng hò hò là mong em cất na giọng liền là miền là câu nào không à biệt anh điền sau theo sâu không ngờ cho còn hai anh hò nữa kìa ngoài anh được chọc hò đi đấy hai anh chơi hò nhiều lắm hò này mi hò bà chín hò lù hò bà chi sang đây đứng bà chi đi anh đứng bà chi đi không cần đéo mi bà vàng đéo nè anh này nữa hả anh này mi nhung mà chào chăm đi chăm để này thế một mình à và muốn tập bay đèo này mình bay bạt đi tập bay và vá mau lò bên đèo à
sinh nhật tiết hơn à, họ đang lấy tình à, vâng, họ đang lấy tình họ vậy, mấy hôm nữa đi hội xuân tình lại là họ tiếp, thôi như họ đi lốt không bằng. Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Tháng sau là họ à, xuân tình lúc nào nhỉ? 19 tháng 4. À 19 tháng 4 nhỉ? Vâng, còn gần 1 tháng nữa. Anh có răng khảnh đẹp trai nhỉ? Cái này mà trẻ nó mấy tuổi nó cũng được nhỉ? Đấy, bà còn đang nghe đấy. Đấy, hai người đấy. Nhoi ơi, nghe anh ba thứ sổ tay đã rơi bay mờ, nghe anh sơ du còn thêm nơi mi ở trời. Không làm nữa. Nhoi ơi, thiết vàng đây, thiết vàng mới được. Láng hay. Bay mơ nơi ở thì mà dù ơi nhàng mê kê kê vào mấy câu nhà nhà nà cân phú lơ dù nem ơi lăng lê à dù nem lơ nghe án mây gì nghe tiếng phá nhàng lại à ngang ơi nóng mơ cứ mình cứ nào lăng đấy tỉnh cái lăng thấy nghe hát bay hàng sang cõi mưa nhìn không phải thực sự là hấu cõi mưa cứ coi xe này còn là bạn đem bạn đem bạn đem được không bạn đem bạn đem bạn đem bạn đem bạn đem bạn đem được không bạn thêm không không bạn thêm bạn đem bạn đem pha đam nghe sơ nãy coi tè mà tay ơi lô chạy nghe sơ nãy xong nhòi mưa lưới xong liễu mưa khẩu đố là đố đang bắt tay bạn à nghe bay mưa nghe cam mưa bùa ai à bôi ơi nghe ca khối sư giàu lại nói ở đâu tôi đánh sao cả khối đông dài chắc là hết sống tên rồi để hết nè mai mai nè hết là hết xin hết xin biển thôi bạn thèm nè bạn thèm lắm anh song hậu nghe du tèo chính bèn đã hang ơi non mơ nghe an hát sán bay lèo ư non ơi ơi rồi bài bài na không một câu nữa à chị hai chị hai một câu tia tay chứ đang đây tỉnh nhỉ các bà nhỉ các cô nhỉ đang đây tỉnh khá
tháng nữa đó. Chưa từng thấy tiếng Việt ơi con chim chiều giao ta chim hòa với bạn chim đàn đây cả cô bà lão này chào đà đàn nhà mấy ngõ bố tay mày mà nhà bố tay mời Pì Nọ là nghe đôi này hát thi lại ra đây mới hát thi à? Trong kia không hát bây giờ ra đây mới hát. Trốn à? Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn chị nhé. Hình như hai bác kia cũng sắp nghỉ rồi. Đấy, đẹp, 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 đẹp. Tôi thấy, cái kia đi, tôi thấy. Đây còn tí hát với chị xin cái là tí nhá. Chị đầu tiên là chị bay đấy. Anh còn cần tí nữa. Em đi lấy máy một tí thôi nhá. À, để em làm như này cho anh cầm thử mỏi này. Như này, anh cầm thử như thế mỏi nhá. Đúng cầm tay. Đấy đúng cầm tay nhá. Long chang la ni ai nau ma
Ây dồi, khán giả đông thế. Ôi, ra quay chị ấy. Khán giả đông lắm. เอาติ๊กติ๊กเอาติ๊กติ๊ก
còn với cả mi ma cắn về công đi. Chị không biết cầm đâu. Chị biết cầm à? Cầm nó cứ rung rung ấy. Ôi nó rung rung à? Mình phải nín thở. Mình đứng yên như thế này. Sợ ngất lắm. Nó không được à, chuẩn lệ. Không được cầm đâu. Đứng ở giữa đẹp trai nhất nhỉ. Rượu đấy. Hết pin. Để thế này thôi. Về sáng lắm. Sáng chói mắt luôn đấy. Bây giờ nắng thế này à nhỉ? Nắng đẹp anh nhỉ, má hồng nhỉ. Giống như với con. Quay về đấy được. Quay về đây được, quay sang đây đi. Cho đỡ chói mắt đi. Đi sang đây cho đỡ chói mắt. Thank you.
trái đâu phân ư. Ôi, chân mang đi đâu rồi? Kìa. Có quay đâu này không? Địa lý à? Ừ, nắng. Yeah, I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you.